Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Phù Ngọc Huy sống chật vật 8 năm ở Mỹ chờ ngày đoàn tụ cùng con gái. 8 năm bươn chải ở nước Mỹ, Phù Ngọc Huy vui vì cuộc sống ổn định, có thể ở nước đoàn tụ với con gái LaVie sau thời gian dài xa cách. Chia sẻ với Vietnamnet, Phù Ngọc Huy nói, hoàn tất thủ tục trở thành công dân Mỹ hồi tháng 6 được nhận kết quả, anh vui mừng và lập tức đặt vé máy bay về Việt Nam. Khi tôi thông báo tin về nước, mọi người trong nhà đều rất xúc động. Đây cũng là mong muốn của tôi suốt bao nhiêu năm qua, nhưng vì nhiều lý do tới mới thực hiện được. Hiện tôi đếm từng ngày để sớm sum họp với gia đình, anh chia sẻ. Phù Ngọc Huy xuống tóc khi mong mọi nhiều năm thành hiện thực. Tôi cạo tóc, ăn chay, làm việc thiện để cầu bình an cho gia đình, mong những sóng gió khép lại, muốn mình bước sang một trang mới cuộc sống tươi sáng hơn, Phù Ngọc Huy cho biết. Theo lịch trình, Phù Ngọc Huy về nước vào tháng 8, do thời gian về nước chỉ khoảng 3 tuần, nam ca sĩ chủ yếu dành thời gian về bên người thân, đặc biệt là con gái. Anh dự định nhận lời biểu diễn trong vài show ca nhạc, tái ngộ với khán giả và đồng nghiệp khi quay lại Mỹ. Hy vọng lớn nhất của Phù Ngọc Huy là sớm bầu lãnh bé LaVie, con gái của anh và cố diễn viên Mai Phương sang Mỹ sinh sống. Suốt những năm qua, anh vẫn gửi tiền về để bảo mẫu chăm sóc cho bé. Con gái cũng chính là động lực cho nam ca sĩ vui sống và cố gắng phấn đấu công việc. Điều khiến Phù Ngọc Huy an ủi là con gái ngoan, học giỏi và tự lập, dù thiếu vòng tay của mẹ. Bé tỏ ra hiểu chuyện, trưởng thành, cho 10 tuổi là vì sở hữu vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Cuối tuần, Phù Ngọc Huy gọi FaceTime để hai cha con gặp nhau. Mỗi lần trò chuyện, anh luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ để con cảm thấy thoải mái. Phù Ngọc Huy mong LaVie hiểu, dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng mọi người xung quanh luôn yêu quý, che chở bé hết lòng. 8 năm ở xứ sở người, Phù Ngọc Huy gọi đây là hành trình dài, đầy đủ thử thách của anh và trưởng thành hơn. Mỗi ngày anh chỉ ngủ đủ 3-6 tiếng, thời gian còn lại để cày kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Mỗi tháng Phù Ngọc Huy được mời đi hát khoảng 3 show. Cấp xe của nam ca sĩ không cao, lại ít biểu diễn nên anh chi tiêu rẻ xẻn đủ trả phí sinh hoạt hàng tháng. Thời gian còn lại, ca sĩ chủ yếu bán hàng online tại nhà với các món ăn vặt như bánh mứt, trái cây, sấy khô. Do ngại thuê nhân công tốn kém, các công phí tiếp tư vấn soạn hàng, khuân vác, shipper, mọi người đều lo liệu. Vì công việc này, nam ca sĩ từng bị một số khán giả chê bai, miệt thị hết thời. Tuy nhiên, nghĩ đến tương lai của mình và con gái, anh xúc mình sẽ tiếp tục làm việc. Đơn độc bươn chải nên Phù Ngọc Huy cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm cá nhân. Anh và ca sĩ Đàn Kim từng bị đồn thổi hẹn hò, song nam ca sĩ không lên tiếng phản hồi. Trong nhiều năm, anh chọn lối sống khép kín, im lặng trước những ồn ào đời tư. Phù Ngọc Huy niệm chuyện đã qua, anh cố gắng nhớ tới cho nhẹ lòng. Dù áp lực hay mệt mỏi, tôi đều không để bản thân rơi vào trạng thái mất cân bằng. Tôi ý thức trách nhiệm của mình, lớn không cho phép gục ngã. Anh nói trong tương lai, Phù Ngọc Huy sẽ tiếp tục cho ra các sản phẩm âm nhạc, đáp lại tình cảm yêu thương và sự ủng hộ của khán giả. Phù Ngọc Huy sinh năm 1985, được biết đến với vai trò là diễn viên. Trước khi qua Mỹ định cư, anh thực hiện một số MV chung với người yêu cũ là cô diễn viên Mai Phương. Ngoài sự nghiệp diễn xuất của anh được đánh dấu bởi vai quốc trong phim Cổng Mặt Trời và chạm vào quá khứ Mùa Láng Giềng Gần, Tay Chơi Miệt Vườn. Thông tin về Phù Ngọc Huy sinh mùng 8 tháng 2 năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh được khán giả biết đến với vai trò là diễn viên thành công sau vai quốc trong bộ phim Cổng Mặt Trời và giành giải Mai Vàng năm 2010. Ngoài ra anh còn tham gia các bộ phim khác như Chạm Vào Quá Khứ, Mùa Làng. Phù Ngọc Huy sinh ngày 8 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh, theo học ngành y nhưng bỏ sự để theo đuổi nghiệp hát. Bằng việc đầu tiên đi hát đám cưới năm 2008, Phù Ngọc Huy tham gia vào chung công ty với Đan Trường nhưng không thành công và khá lận đận. Sau khi chấm dứt hợp đồng, khi cánh cửa nghệ thuật gần khép lại thì anh bèn duyên với nghiệp diễn bằng vai phản quỷ trong phim Nữ Sinh. Không lâu sau đó anh được mời tham gia bộ phim Cổng Mặt Trời và giành giải Mai Vàng năm 2010 với vai quốc đóng chung với diễn viên Lê Bê La.
Năm 2011, album Chạy Trốn Tình Yêu được phát hành. Album Tất Cả Là Sự Cố Gắng của Phùng Ngọc Huy dành cho tình yêu âm nhạc luôn cháy âm ỉ trong anh suốt những năm dài. Album nhẹ nhàng, giai điệu dễ đi vào lòng người và ca từ có sự chọn lọc như một món quà đầy ý nghĩa và đam mê dành cho khán giả yêu mến Phùng Ngọc Huy trên con đường mà anh đang đi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.